chào mọi người đã trở lại với kênh của mình. Mình là Hoài Vlog đây. Thì hôm nay mình cùng những người bạn thân của mình đi chinh phục núi núi Everest. Đó là bạn mình nói xạo thôi chứ thật ra mình đi chinh phục núi bạn nói xạo kìa. Núi Chứa Chang. Mình hôm nay mình sẽ đi bằng đường cột điện. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình nhé. Thì đường mà lên đỉnh núi Chứa Chang thì có hai đường, một là mình đi đường chùa và hai là đi đường cột điện. Đường chùa thì mấy bạn tìm tới chùa Gia Lào thì sẽ có cáp treo, đường nó dễ đi hơn. Nhưng mà mình muốn chinh phục núi này bằng đường cột điện thì tổng cộng là có một một trăm mấy ta 148 cây cột điện. Mấy cột điện lắm. Đây là cái đường cáp lên lên núi nè, mình cứ đi theo đường này nha, mình cứ đi theo đường này. Ở trên cột điện nó có để số á. Mình bắt đầu đi từ lúc 9 giờ thì dự định của bọn mình là 11 giờ rưỡi sẽ tới nơi. Mình mong là sẽ đúng theo kế hoạch. Ok. Tâm đất. Tâm núi. Giáo viên thể dục tương lai nói là học sinh đừng có thở là biết mệt á. Lên được cây số 30 thì mình đã gần thấy được thành phố rồi. Không lên cao quá. Cố lên Thủy ơi. Trong tay mình có một bạn bị bệnh tim. Thì mình đi 3 cây nghỉ một lần. Cứ mệt là nghỉ không sao. Mình phải dìu được đồng đội mình lên tới được đỉnh núi. Đây. Đây là lần đầu tiên anh cũng leo núi hết nên không ai có kinh nghiệm. Không phải là không mệt mà mình là một team. Thì mình muốn là mọi người đều hoàn thành cuộc hành trình này, vượt qua giới hạn của bản thân. Lỡ mấy mốt càng ngày này mày càng lớn lên thì mày không còn sức mày leo nữa sao. Nên bây giờ còn trẻ thì mọi người cứ leo đi. Bỏ cây xuống bạn ơi. Chúng ta sẽ quyết tâm lên được tới đỉnh núi. Thì là mình đi một tiếng cử rồi mới được có 60 cây cột đèn thôi. Chờ cột điện. Dậy mà đi, dậy mà đi, hơi đồng bào ơi. Dậy. Vô. Là được 1/2 phần 3 đoạn đường. Cái số 0 kia nó mờ quá, nhìn như 10 vậy. Đây là số 0 nha mấy bạn. 1, 0, 0, no 10. Ok. No 10. Giờ mình sẽ đi tiếp lên. Nãy giờ mình đi được 2 tiếng rưỡi. Ok. Let's go. Trên đường đi thì mình gặp một câu slogan rất hay. Đi đâu mà vội mà vàng, dọn dẹp sạch sẽ xong rồi hẳn đi. Sao chính tả cho mọi người, chú ngảo quá đúng nha. Trời ơi.
bắt lỗi nha, mình xin phép bắt lỗi dọn dẹp sạch sẽ là dấu ngã nha mấy bạn. Ủa mà còn đợi có thêm. Đầu bây giờ thấy sao, bây giờ cảm giác như thế nào, bạn nói mình nghe đi. Rồi bạn thấy sao, bạn thấy thoải mái không? Thoải mái. Mà còn mệt không? Cũng mệt á. Cũng mệt phải không? À, mà vui. Ba người. Mà vui. Ba người. Ôi. Mình leo gần 4 tiếng. Bắt đầu từ 9 giờ và kết thúc vào 12 giờ 52 phút. Các bạn, bây giờ mình sẽ set up chỗ này dính giữa hai vách đá để mình ngồi và nấu mì ăn. Mở nó nhập. Bây giờ mình sẽ nấu mì. Bếp ga đó, đây là bếp ga mini của mình nha. Nè, gài vô vậy nè. Gài cái này vô trước. Rồi bây giờ để không được. Cái bình ga nó chơi quá nữa. Rồi ok. Sau khi tham quan chụp hình và sau đó thì mình sẽ thu dọn lại hết tất cả rác của mình mang đi và những rác xung quanh rồi anh đem xuống núi chứ không để lại đây nha, đi về để trong ngày thôi chứ mình không đi ở cắm trại qua đêm, hẹn núi vào một dịp khác mình sẽ cắm trại. Sau khi dọn rác á thì mấy bạn vừa xuống được cây cột thứ nhất á thì nó sẽ có hai chỗ để mình dục rác, một chỗ là dục rác để đốt thì mình dục ở đây, như là vỏ bánh đồ mì gói thì mình dục ở đây, còn chai nhựa có thể tái chế á, thì nó sẽ có một khu riêng. Ok, đa số là nước suối hết. Mọi người có thấy cái nghị lực không, nghị lực phi thường của bạn Tơ không? Bạn đã muốn từ bỏ và muốn đi về từ cột số 25 và mình và tụi mình đã dìu dắt gì, nắm đầu lôi lên, nắm đầu nắm chân lôi lôi dùng đạo lý để thuyết phục và cuối cùng thì cũng đã thành công check in được đỉnh, lên tới đỉnh luôn. Cảm ơn mọi người đã đưa bạn Tôm lên đỉnh. Cảm ơn mọi người đã đưa mình lên đỉnh. Ok, bây giờ thì bọn mình sẽ di chuyển xuống núi và về, thì video mình đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy video này hay hãy để lại cho mình một like và một subscribe nhé. Ok. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha. Bye.